Mai tình yêu đây. Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng mong muốn một thứ tình yêu bền bỉ và dài lâu. Nhưng mà có một sự thật rằng những cuộc tình kéo dài có thể gần cả thập kỷ thì đến cuối cùng vẫn có thể xa nhau. Thì đây không phải là cái câu chuyện gì xa lạ hết. Vậy thì tại sao yêu nhau càng lâu thì người ta dễ có xu hướng rời xa nhau? Thứ nhất đó là bởi vì khi yêu nhau đã trở thành thói quen. Bạn biết đấy, tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì là thứ không cố định. Chẳng có thứ tình yêu nào mà ngày qua ngày vẫn giữ nguyên thứ cảm xúc mặn nồng của thuở ban đầu. Đến một lúc nào đó khi đã quá hiểu về nhau rồi và cảm thấy không còn gì để tìm hiểu nữa, thì những cái cảm xúc đó bỗng chốc trở thành một thói quen từ lúc nào mà ta cũng chẳng rõ. Ta cứ chạy theo thói quen có một người, có đối phương ở bên cạnh, quen được người khác dỗ dành, vỗ về, quen được chăm sóc, khiến ta chẳng nỡ dứt bỏ. Nhưng trớ trêu là những gì quá quen thuộc thì dễ dàng trở nên nhàm chán. Thói quen đấy lại cứ lặp đi lặp lại hàng ngày cho tới khi ta nhận ra rằng đó là những điều quá quen thuộc, quá cũ kỹ và nhàm chán. Tất yếu là nhiều người sẽ muốn bứt ra và đi tìm những điều mới mẻ. Thứ hai là có những người yêu nhau bởi vì trách nhiệm. Nhiều người cho rằng ở bên nhau được lâu là bởi vì duyên nợ. Và kỳ thực thì tôi rất là sợ cái chữ nợ này. Yêu mà gánh trên vai cái chữ nợ chẳng khác gì tự đeo thêm công cho thứ tình yêu của mình nếu chúng ta gọi là nợ. Có một kiểu yêu lâu rất đáng sợ, đó là vì yêu nhau vì trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Có đôi khi vì trách nhiệm với chính người mà họ đã từng yêu. Họ nhận ra là đã không còn tình yêu cảm xúc với đối phương, nhưng mà họ ở lại bên nhau bởi vì họ đã dành cho nhau quá nhiều trong giai đoạn thanh xuân tươi đẹp. Bởi vì họ tiếc, vì thương chứ không phải vì yêu. Ý tôi là có lẽ là trở thành thương hại. Thật là tồi tệ khi mà cặp đôi phải gồng mình lên để làm hài lòng những người xung quanh mà quên mất rằng họ phải sống cho chính bản thân mình. Và dĩ nhiên là họ sẽ vô cùng mệt mỏi. Và chắc chắn rằng đây sẽ chẳng còn là một thứ tình yêu hạnh phúc để có thể níu giữ mãi ở bên mình. Và lý do thứ ba là khi yêu lâu thì họ quá yên tâm về nhau nên họ đã ngừng cố gắng. Nhiều cặp đôi mang tư tưởng là yêu lâu rồi thì kiểu gì chả cưới chả bỏ nhau được, nên họ dễ trở nên tự mãn, họ quá an toàn với mối quan hệ của mình, nên mặc định đây là một tình yêu vĩnh cửu, dù có thế nào thì cũng không thể rời xa nhau được. Lúc mới yêu thì cả hai còn cố gắng thay đổi để thích ứng và hòa hợp với đối phương, trở nên đẹp đẽ, trở thành phiên bản tốt nhất trong mắt người còn lại. Nhưng khi bên nhau quá lâu, mối quan hệ dần trở nên xuồng xã, chúng ta nghĩ rằng thì chẳng còn gì để cố gắng nữa. Vì thế nên chúng ta tự cho phép mình buông thả và quên đi rằng người kia cũng có những điều không vừa ý. Chúng ta quên mất phải để ý đến cảm xúc và suy nghĩ của người kia. Và theo một cách nào đó, chúng ta thỏa hiệp và làm quen với sự ổn định tới nhàm chán. Và tới một lúc nào đó, khi mà bạn không đủ sức hấp dẫn với đối phương, thì việc họ dành sự chú ý cho một đối tượng khác là điều dễ hiểu. Nhưng nếu như hai người ở bên nhau trong một mối quan hệ dài lâu, vừa tồn tại tình yêu mà vẫn tồn tại đam mê, thì đó sẽ là một mối quan hệ vô cùng bền vững. Bình luận dưới đây nếu bạn đồng ý với tôi và chia sẻ ngay clip này cho những người cần nó.